Hello hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng và khám phá nhanh chiếc Mercedes G63 AMG phiên bản độ Hot Philly các bạn nhé. Đó, đây là phiên bản độ đang được rất nhiều các đại gia Việt ưa chuộng và mua về Việt Nam. Đây là một chiếc G63 AMG độ Hot Philly với rất nhiều những cái trang bị bổ sung khác biệt so với một chiếc G63 AMG tiêu chuẩn vừa được Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội đưa về, và mình đã trên tay ngay cho anh em để anh em chiêm ngưỡng chiếc G63 AMG này các bạn nhé. Và tất nhiên với một chiếc xe đẹp và hiếm như thế này thì chắc chắn là đã có đại gia xuống tiền để cưới em nó về rồi các bạn nhé. Đó, không những một mà nhiều người phải đấu tranh để mua chiếc G63 AMG này. Tại vì không chỉ ở Việt Nam mà ở thị trường nước ngoài thì bây giờ mua một chiếc G63 AMG nó cũng không phải là đơn giản. Đặc biệt là lại là một phiên bản độ Hot Philly cực kỳ đẹp này. Đây không phải là chiếc G63 AMG độ Hot Philly đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên thì đây là một chiếc phải nói là độ full gói độ của G63 AMG Hot Philly nhất các bạn nhé. Đó, một chiếc G63 AMG đã được độ lại. Cùng với Hot Philly thì tại Việt Nam rất nhiều đại gia cũng yêu thích cái gói độ của Brabus. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì quá nhiều chiếc G63 lắp body kit của Brabus rồi. Thế nên các đại gia chuyển sang một phong cách khác, một gói độ khác nó đẹp và lạ hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái gói độ Hot Philly này. Đầu tiên các bạn sẽ nhận ra ngay là cái logo ngôi sao ba cánh ở chính giữa này đã bị thay thế bằng logo của thương hiệu Hot Philly với chữ H cách điệu này. Và cái lưới tản nhiệt cũng được làm khác đôi chút với các nan dọc ốp kim loại mạ chrome màu vàng đồng, nhìn nó ấn tượng hơn. Bên trong thì vẫn là các cái nan ngang màu đen. Logo Mercedes ở phía trên này cũng được thay bằng logo của Hot Philly Germany các bạn nhé. Đó các bạn nhìn, chữ H ở giữa và phía trên có chữ Hot Philly và Germany ở dưới. Nó thay cho cái logo của thương hiệu Mercedes, Mercedes-Benz. Đèn pha thì vẫn là đèn pha LED multibeam quen thuộc của G63 AMG. Phía trên có đèn sinh nhan. Đó, phía dưới là khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép và sản sinh công suất tối đa là 577 mã lực và 850 Nm các bạn nhé. Đó, ngoài cái lưới tản nhiệt kiểu mới thì cái cản trước cũng được sửa đổi một chút các bạn này. Những cái chi tiết kim loại mạc chrome với ngoại thất màu vàng đồng các bạn ạ. Chi tiết kim loại mạc chrome màu vàng đồng và giải đèn LED ở phía dưới này bổ sung này các bạn này. Giải đèn LED gồm 1, 2, 3, 4, 5 bóng các bạn nhé. Đó, những cái chi tiết chrome màu vàng đồng được bổ sung thêm, nhìn nó ấn tượng hơn cho cái phần đầu của chiếc G63 AMG độ Hot Philly này. Phía trên trần xe các bạn này, các bạn sẽ thấy là nó được bổ sung thêm hai cái giải đèn LED trên trần các bạn nhé. Đó, bổ sung thêm hai cái giải đèn LED trên trần. Và hai cái giải đèn LED này thì được tắt bật bằng một cái chìa khóa riêng. Đó, Tiếp theo những cái điểm khác biệt tiếp theo trên chiếc G63 AMG độ Hot Philly này là cái bộ mâm các bạn nhé. Bộ mâm các bạn này. Đó, bộ mâm nhìn chất chưa anh em, cực kỳ đẹp luôn. Bộ mâm này là dùng lốp Michelin đa chấu và mỗi chấu đều là chấu kép hình chữ V. Kích thước của bộ mâm này là 22 inch các bạn nhé, 22 inch ở phía trước. Đây mình xem kích thước lốp là bao nhiêu. Lốp là 305/35 ở phía trước, R22. Logo ngôi sao ba cánh ở chính giữa bộ mâm này cũng được thay thế bằng logo của Hot Philly các bạn này. Cụm phanh AMG ở bên trong, đĩa phanh đục lỗ thông hơi. Ở cái vành này là vành 22 inch, thế nên nhìn nó rất là to các bạn ạ. Bằng với vành của AMG cao nhất, của AMG phiên bản là First Edition 1. Bậc lên xuống gắn cố định hai bên vẫn được giữ nguyên. À đây, bên trên cái logo V8 Biturbo thì có dòng chữ Hot Philly này các bạn này. Đó, chiếc này được sơn màu đen mờ các bạn nhé. Sơn màu đen mờ nhìn cực kỳ cá tính luôn. Hệ thống ống xả AMG đặt đối xứng ở hai bên thân xe, phía dưới cái bậc lên xuống. Mâm phía sau cũng có kích thước 22 inch, lốp đa mâm đa chấu, lốp Michelin. Kích thước của cái mâm này cũng là 22 inch và lốp 305/35. Như vậy là mâm trước và mâm sau đều có kích thước lốp tương đương. Đó các bạn nhìn. Cùng phanh AMG màu đỏ bên trong, nhỏ hơn so với trước và đĩa phanh cũng nhỏ hơn, vẫn có đục lỗ thông hơi. Logo ngôi sao ba cánh cũng đã được thay thế. Đó. Đây các bạn thể quan sát phần đuôi của chiếc G63 AMG độ Hot Philly này. Với cái bộ mâm mới thì nhìn nó đẹp hơn rất nhiều các bạn ạ. Mình thấy nó cá tính và ấn tượng hơn so với G63 AMG phiên bản tiêu chuẩn khá nhiều đấy. Và cái lốp này các bạn này, bộ mâm nó lên tới 305 các bạn nhé. Nhìn rất là bề thế luôn. Giúp cho cái nhìn, các bạn nhìn thì biết chéo ngang trước sau nó đều bề thế hơn rất là nhiều so với một chiếc G63 AMG tiêu chuẩn. Đây các bạn nhìn này, 305/35.
cái bề ngang nó quá lớn luôn. Dòng chữ ở phía sau cũng có logo của Hot Philly này, phía trên chữ G63MG thêm chữ H ở bên đó, thành HG63. Chiếc này nhá, bác nào Hà Giang đi thì quá là phù hợp luôn, Hà Giang 63 luôn đó. Đây là phần đuôi của chiếc G63MG này. Đây, logo ngôi sao ba cánh ở trên cái bánh dự phòng ở phía sau cũng được thay thế bằng logo của Hot Philly. Và đây, chrome bóng sáng, không phải là chrome mạ vàng đồng nữa bạn nhé. Đó, đây là phần đuôi này. Đây, cụm đèn hậu dạng LED thiết kế kiểu mới. Đây, mình sẽ mở cái phần cốp sau cho các bạn. Nó cũng vẫn là thiết kế quen thuộc của G63AMG. Đó, chiếc này thì bọc da nội thất màu đen và màu nâu. Đó, màu nâu đan chéo nhau các bạn. Đó, rất là quen thuộc của G63AMG. Thiết kế khoang nội thất này các bạn này, khoang nội thất khá là rộng và nó thiết kế kiểu vuông vức. Thế nên cái khoang nội thất này nó rất là thoải mái luôn. Đó, đóng cực kỳ chắc chắn luôn, chắc tay luôn. Cũng giống như những chiếc G63AMG khác thì các bạn mở, các bạn sẽ ấn vào cái chốt này, ấn lún vào, sau đó cửa nó bật ra và các bạn sẽ kéo ra. Đó, đây là nội thất của chiếc G63AMG độ Hot Philly này các bạn này. Đó, bọc da màu đen và màu nâu. Loa Boommaster, ghế lái, chỉnh điện đa hướng, nhớ 3 vị trí. Đó, có thông hơi này, có thông gió, sấy sưởi các kiểu này các bạn này. Đó, cái cụm điều chỉnh kính ở đây. Vâng, cái điểm khác biệt lớn nhất của nội thất chiếc G63AMG đó là hai cái ghế trước. Phần ốp bên của hai cái ghế trước sử dụng chất liệu carbon các bạn nhìn nhá. Đó, chất liệu carbon nhìn rất là đẹp luôn. Đây các bạn này, wow. Nó trang trí cho cái phần hông của cái ghế ngồi hàng ghế trước ấn tượng hơn các bạn ạ. Nhìn carbon nhìn đã thấy yêu rồi. Logo AMG phát sáng ở hai bên bậu cửa, bật lên xuống gắn cố định để các bạn bước lên xe một cách dễ dàng hơn. Cụm điều chỉnh đèn này, hệ thống điều hòa với cửa gió dạng tuabin, tuabin máy bay nhìn rất đẹp. Đó, đây mình sẽ chỉnh cái ghế xuống một chút. Mình sẽ chỉnh cái ghế xuống một chút để vào bên trong ngồi quay cho các bạn nhá. Đó, ghế thì là ghế của AMG. Ghế AMG và thiết kế đúng là chuẩn thể thao luôn. Các bạn nhìn thấy cái thành ghế nó nhô cao chất không? Đó, cái thành ghế nó nhô cao lên thì các bạn ngồi lên ấy, hai cái thành này nó ôm lấy người nhá. Phía dưới này được làm lõm xuống, hai cái thành nhô lên, nó ôm lấy cái đùi của các bạn. Và đây chúng ta có cái đệm bắp đùi nữa này các bạn này. Đó, rất là xịn sò luôn. Rất xịn sò các bạn ạ. Đây mình sẽ bước lên trên xe. Wow, mình đã vào được bên trong khoang nội thất của chiếc G63AMG phiên bản độ Hot Philly. Xem nó có gì khác biệt không các bạn nhé. Đây là toàn bộ khoang cabin. Wow, đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc vô lăng đáy vát AMG, vô lăng đáy vát da Alcantara, ốp carbon. Wow, carbon trên, carbon dưới này. Hơi lạ là cái tâm 12 giờ này thì nó lại không phải là cái da màu đỏ như những chiếc khác mà lại là da màu đen các bạn nhé. Đó, đây carbon này, Alcantara này, cầm rất chắc tay luôn. Tất nhiên là sẽ có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Ở đây thì chúng ta có hai cái nút này. Wow, kích hoạt chế độ Dynamic các bạn, AMG Dynamic luôn nhá. Và tắt chống trơn trượt. Đó, hai cái nút ở bên đây. Còn ở đây là cái gì các bạn nhờ? Ở đây có lẽ là mình thử xoay thử. Wow, đây chuyển chế độ lái các bạn nhá. Núm xoay chuyển chế độ lái này các bạn này. Đây, các bạn nhìn thấy ở trên đây này, nó sẽ hiển thị luôn này, mình sẽ xoay này. Đó, Comfort này là nó sẽ hiển thị chữ C đây này. Sport này, đó, Sport là nó hiển thị chữ S này. Và S cộng thì tất nhiên sẽ là Sport Plus các bạn nhá. Và chiếc G63AMG này cũng được trang bị hai cái màn hình 12,3 inch ở phía sau vô lăng, giống như S-Class đang được bán tại Việt Nam luôn các bạn nhé. Rất là xịn sò, hai cái màn hình 12,3 inch ở phía sau. Đó, đây thì hiển thị các thông tin liên quan đến khả năng vận hành của xe, cũng như các chế độ lái, các điều chỉnh về vân vân. Nói chung là các điều chỉnh về công nghệ an toàn, hỗ trợ khi các bạn lái xe sẽ được hiển thị ở trên này các bạn nhé. Và bên này thì tất nhiên sẽ là hiển thị giải trí này. Ồ, có cam 360, hiển thị cực kỳ sắc nét luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái bạn đang chụp ảnh ở đây này. Đó, đang ngồi trước đầu xe chụp ảnh ở đây. Đó chính là bạn Gia Phong, chụp ảnh khá là đẹp. Đây, các bạn nhìn thấy quan sát này. Mình sẽ điều chỉnh cái màn hình này thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây các bạn nhé. Điều chỉnh ở đây này, nó sẽ có các kiểu hiển thị cam khác nhau này. Đó, 180 độ ở trên này. Đó, nhỏ hơn một chút này, xung quanh hai bên này. Đó, phía dưới này, phía sau này các bạn này, cam phía sau này, 180 độ phía sau này. Đó, và nó nhỏ hơn khoảng 90 độ này. Đó, đây các bạn này, cam rất sắc luôn, rất sắc nét. Mình sẽ quay về home. Đó, đây là vào vi hia này,
đó, phía kia các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh này, seat này, climate control này, energy in comfort này, dynamic select này, system này, rất nhiều luôn các bạn ạ. Các bạn sẽ điều chỉnh được rất nhiều đây. Nói chung là có điều có ấy các bạn nhá. Đó, massage các bạn này. Vào massage xem nào. Wow, rất nhiều kiểu massage từ seat cho đến hướng gió và mùi hương, mùi thơm, nói chung rất nhiều. Về cơ bản thì cái màn hình này thì nó được trang bị và tích hợp rất nhiều thứ các bạn ạ. Mà nếu mà mình giới thiệu cho các bạn full về cái màn hình trên chiếc G63 AMG này có lẽ là sắc mất một buổi. Đó. Chiếc này hơi tiếc thì không được trang bị cái gói carbon các bạn ạ. Không được trang bị gói carbon. Đó là một sự đáng tiếc không hề nhẹ. Đó. Nếu mà full carbon xung quanh nữa thì nhìn nó mê ly lắm các bạn ạ. Đây, toàn bộ khoang cabin của chiếc G63 AMG độ Hopfeli này. Đó, hôm nay thì mình không quay góc rộng thì không nhìn nó rộng ngoác ra được các bạn ạ. Nhìn nó sẽ thực tế hơn. Ở đây thì ốp nhựa màu đen. Không biết là nhựa hay là gỗ, tuy nhiên phong cách của piano các bạn nhé. Màu đen piano, nhìn rất là đẹp. Núm xoay chuyển chế độ lái này các bạn, xin lỗi các bạn nhé. Núm xoay để điều chỉnh cái màn hình này. Có home này, có back này. Ở đây này, khi các bạn chuyển sang chế độ Sport Plus thì hệ thống treo nó sẽ hiển thị cái đèn đỏ này. Và ống xả cũng chuyển sang ống xả thể thao các bạn nhé. View camera 360 độ ở đây. Lauren, các bạn cũng có thể chuyển chế độ lái ở trên này, hoặc là cái núm trên vô lăng này các bạn nhé. Hai chế độ, hai nơi để các bạn chuyển chế độ lái. Ở đây cũng có nút tắt chân trượt. Phía dưới này thì chúng ta có khay để đồ và cổng sạc USB cũng như khe cắm thẻ SD. Ở phía dưới này thì chúng ta có chìa khóa của chiếc G63 AMG. Đó. AMG nhìn khác biệt luôn các bạn ạ. Có hai cái khay để cốc. Nhìn nó cũng rất là đọc điện, các bạn ấn vào cái nó bật ra luôn. Ở đây thì chúng ta có một chiếc đồng hồ IWC rất quen thuộc của những chiếc Mercedes AMG các bạn nhé. Mercedes AMG thường thì các bản 63 và 65 sẽ được trang bị cái đồng hồ IWC này để các bạn dễ dàng nhận ra một chiếc G2 số chính hiệu và phiên bản hiệu suất rất cao. Đó. Ở trên này chúng ta cũng có nút tắt navigator này, radio media này, theo này, đó, và cái VHIA này để các bạn vào nhanh hơn, thay vì các bạn sẽ xoay cái này và mần mò trên cái màn hình này thì chúng ta khi các bạn lái xe thì các bạn sẽ ấn những cái nút tắt này nó dễ dàng và nhanh hơn. Đây chúng ta có nút khởi động này các bạn này, nút khởi động start stop engine, các kiểu cài đặt cầu này, 1 2 3 các kiểu cài đặt cầu và khóa V-side, mở khóa V-side. Hai cái núm điều hòa ở chính giữa này. Phía trên thì chúng ta có cửa gió điều hòa hai vùng độc lập, cửa sổ hệ thống điều hòa hai vùng độc lập phía trên. Và ở đây thì chúng ta cũng có một cái tay nắm để khi các bạn off road thì người ngồi ghế phụ các bạn sẽ nắm ở đây hoặc là nắm ở đây. Đó, ở trên này thì chúng ta sẽ thấy dòng chữ G Manufacturer. Đó, đây là một phiên bản được build từ đơn vị G Manufacturer các bạn nhé. Ví dụ đơn giản như nội thất bọc ghế hai màu đây các bạn này, da hai màu nâu và màu đen cũng là thuộc cái đơn vị G Manufacturer này, nó sẽ giúp các bạn thực hiện được hơn. Ngoài ra thì những cái trang bị khác, những cái đơn giản như cái vô lăng này cũng thế này, cũng được thực hiện bởi cái đơn vị kia các bạn nhé. Đó. Chiếc này thì có cửa sổ trời, loa Bumaster gắn cả trên này. Đó các bạn nhé, loa Bumaster gắn cả trên này, hệ thống điều chỉnh đèn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có 3 vị trí ngồi rộng rãi. Mình sẽ điều chỉnh cái ghế này lên, sau đó mình sẽ ra đằng sau. Đó. Rồi, mình sẽ ra hàng ghế sau để cho thấy các bạn, cho các bạn thấy cái sự khác biệt của chiếc G độ Hopfeli này các bạn nhá. Đây cái không gian hàng ghế thứ hai này các bạn này. Vẫn tương tự như những chiếc G63 AMG khác mà mình đã từng quay cho các bạn rồi. Cửa gió điều hòa một vùng độc lập phía sau, hai cửa gió điều hòa và hệ thống điều hòa một vùng độc lập. Không có cửa sổ trời ra khoang sau, bọc da trần, bọc da lộn các bạn nhá, như kiểu vải nhung ấy. Không có màn hình gắn tại phía sau. Đây, carbon này các bạn này. Đặc biệt là cái ghế này thì các bạn có thể gập gọn được để tăng cái không gian chứa đồ. Đây các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ gập cái này gọn xuống này. Đó, như vậy thì chúng ta đã gập được cái hàng ghế thứ hai xuống. Và cái không gian chứa đồ ở khoang sau nó sẽ rộng hơn rất là nhiều cho các bạn nhé. Nó sẽ rộng hơn rất là nhiều luôn. Các bạn sẽ để được nhiều đồ hơn, nhiều bộ gốp hơn. Ngay cả xe đạp các bạn cũng có thể để được ở đây. Đó, gập phẳng hàng ghế thứ hai xuống, chúng ta sẽ có một không gian chứa đồ rất rộng luôn. Đó. Vâng, đó là những gì mình muốn giới thiệu các bạn về chiếc G63 AMG.
phiên bản độ Hot Wheels này. Thôi có lẽ mình sẽ kết thúc cái video giới thiệu khá là dài rồi, kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.